Hello mọi người, lại là chú Hí đây. Thì chiều hôm nay á, đây một buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp. Xong rồi thì mấy anh em cũng có nhiều anh em thì muốn Hí làm cái món mà ốc bươu nướng với tiêu xanh. Đấy, thì cho nên là chiều hôm nay là anh em sẽ quyết định là Hí với Thu đấy đi bắt ốc bươu về nướng muối tiêu xanh. Đây, đó, đây là cái địa điểm nè. Địa điểm mà hai anh em sẽ bắt ốc bươu nha. Đấy, ngoài này mương khai rồi. Đây nha mọi người, đây. Ở chỗ thấy thì có một cái mương nó dài, cái mương mà hồi bữa mà bắt trai á, nó dài tít từ phía trên đấy. Đó. Cho tôi tít ở dưới này là xa lắm. Đó, tít phía dưới đó. Thì cái mương này thì hiện tại đang là lục bình ra nó rất là nhiều. Cho nên là anh em mới là cầm theo cái cuốc. Hai anh em cầm theo cái cuốc này. Đấy, để đào lục bình. Rồi sau đó là tối thì ốc nó sẽ lên và tối mới bắt được nha. Chứ còn hiện tại là ban ngày mình không có bắt được, ban ngày ốc nó không có lên ăn. Đấy, hiện tại thì Hí vừa mới đào được một cái lỗ nha. Đấy thì sẵn tiện á, là Hí đào cái lỗ đó để cho tối á, ốc thì nó sẽ lên nó ăn. Rồi nó ăn những cái đám lục bình nó nổi lên, nó có chỗ thở. Rồi với lại là sau này, hôm sau Hí sẽ làm cái clip đi cắm câu đêm nha. Cắm câu đêm có cá lóc. Ở đây cá lóc rất là to á. Đưa cầm dép cho cho lúng vừa ấy. Xem bỏ ăn bờ cái nè. Bỏ đầu hả? Bỏ đầu chứ. Đi bộ chú Nam ơi. Cá đảo. À nó ăn với cá. Ốc với cá rồi nhé. Hỏi. Để bắt ốc thì sao bị lậu tụi nó mà. Có đây. Đúng đúng đúng. Đây, rồi, một con trai nữa mọi người, đúng thứ. Dính chưa? Hai tay đi được á. Đó. Nó chạy đâu lại chỗ đây nè. Đâu. 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 Đô làm nuốt không treo mập ở cái này nữa thiệt không chung anh treo trống anh mà lấy ít ít sao ừ thì anh ít thế nào thôi lại anh cho thiệt không cái trả lời khác liền thì sao không chứ người sống gì cũng thiệt làm hết sống gì treo sống
đi cắn thưởng nha, đi cầm thưởng nha. Nó đâu cái điện thoại đâu mà đặt nó lộn mương này. Nó đâu? Tao đúng nào đem thoại. Cầm điện thoại để quay cầm clip. Thôi nó ăn cái nhà nó làm cái gì? Coi dừa. Được chưa? Được. Canh dừa coi phim. Nữa, đã nói là xem phim hoạt hình đi mà cứ coi phim người lớn là sao? Phim tình kém. Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi tao biêu có phim hoạt hình này. Lớn to đầu cũng phim hoạt hình. Cái này con vàng, cái này nó mới to. Chua, ốc chắc lượng. Đó, con vừa nói. Con nào cho nhí. Con nhí. Đây rốt. Dạ, mấy chùm chùa, con vàng đấy. Ba con nẻ. Có vàng không? Ba con nẻ. Có gì không? Lùm ra đi. Đây nè, đồ đây còn con nữa nè. Quay trong đây luôn. Chỗ đây. Ngay chỗ đây nè. Đây nè, đó, đó, anh soi nè. Anh đang soi nè, đó. Đây nữa nè. Cái này mà mấy ta thân lành nè, mấy thằng mù mày đau ngoài quý. Ăn rồi coi phim miết chở mày biểu. Đây. Wow. Đây nữa. Nước mắt. Chưa, đây. Đôi đây nha mọi người, đấy bốn con là đã đầy bàn tay rồi. Anh như mọi người đúng không? À, đây là khá là to nha. Anh như mọi người. Rồi đây. Đây là con cua ở quê ấy nè. Đấy, hồi xưa thì con cua nó nhỏ đâu bằng cái nửa con này thôi, bằng một nửa nó thôi, nhưng mà hiện tại thì cua nó rất là to nha, cua ở quê nó to lắm. Đấy, mọi người mà muốn Hí làm thử thách nấu cái món cua này á thì mọi người cứ comment nha để Hí biết. Rồi thì hôm sau Hí sẽ đi bắt cua này về nấu nè. Này nó nhiều lắm. Đó, nó khá là bự nha. Đấy. To nè, gần bằng ba ngón tay của Hí nha. Đó. Bự ghê. Rồi thì bây giờ thì cũng gần 10 giờ rồi á. Đấy, cho nên là anh em sẽ chuẩn bị đi về và coi lại cái chiến lợi phẩm nha. Rồi, chào mọi người nha. Đây. Đây là cái chiến lợi phẩm của mấy anh em này. Đấy, ốc này, con khá là to. Đấy. Khá là nhiều. Đấy thì trong quá trình bắt ốc này cũng bắt thêm được nè con trai. Và đây. Đấy, bắt thêm mấy con cá nữa. Đấy. Chú Nam ơi. Cho con xin ít ớt nghe. Con cảm ơn nghe. Rồi chào mọi người nha, để tiến hành mà mình làm cái món mà ốc bu nướng thì đầu tiên mình sẽ luộc nó nha. Mình luộc nó nè với xá và ớt để cho nó nhả bớt bùn ra nha mọi người. Đấy, mình luộc xong rồi tí nữa mình sẽ lấy cái phần nhân ra thôi. Đấy.
ốc bu vàng đó mọi người. Thì đây, đây là một con ốc bu vàng mình luộc xong rồi nha. Mình chỉ lấy cái phần đầu nó thôi. Đó, lưu ý thì ốc bu vàng á, mình lấy cái phần đầu này. Đây, phần cơm của nó. Đấy, phần cơm của nó nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ bỏ cái phần đuôi đi. Còn cái vỏ này thì Hí sẽ lấy, giữ cái vỏ lại để tí nữa nướng nha. Đó, khá là mập. Đó. Còn cái con ốc bu đen thì nó khác nha. Mấy cái con này là con ốc bu vàng thì nó sẽ có cái lõm chỗ này. Đó, để phân biệt. Còn ốc bu đen thì nó sẽ không có cái lõm đâu, nó liền luôn, nó đi liền luôn. Đa số thì ở quê của Hí thì con ốc bu đen thì đây nó lại ít lắm. Đấy, toàn là ốc bu vàng không à. Rồi, nãy giờ thì Hí cũng đã lột xong nè, một tô ốc nha. Và một tô giò luôn. Rồi đấy, tí nữa thì sẽ bây giờ đến với cái bước là làm gia vị. Rồi, hello mọi người nha. Nguyên liệu ngày hôm nay nè, sẽ có nè, đường nha. Đường, đây, nước mắm. Rồi, cái này là ớt xanh. Thì hiện tại á, thì tình hình dịch bệnh cho nên là người ta không có bán tiêu nữa. Đấy, cho nên là sẽ lấy ớt xanh để thay thế. Coi thử cái mùi vị của nó sẽ như thế nào nha. Đấy, rồi tiêu sọ nha, đó, và hành. Đây, bây giờ thì mình sẽ trộn cái gia vị này lại nha. Đổ thêm chén nước lọc nữa. Rồi, đây nha, cái tô ốc đây. Thì bây giờ thì mình sẽ đổ cái gia vị này lên luôn. Đấy. Đây là cái công thức của Hí nha. Cho nên là mọi người thấy hay á thì mọi người áp dụng, còn mọi người thấy không hay á thì mình tham khảo thôi. Đêm mà than qua đó mà đi chơi đi. Nó bị khùng mà. Đem nướng tao luôn hay gì. Nướng họ tao cách mà luôn. Chết là gì. Giỡn không chịu nhắn tin rồi để tao biết tao tranh thủ. Ngầu nãy giờ. Thì lọt ấm vô đem như sao á. Thì ăn thì biết nè. Cứ giò này cứ tầm 2-3 con rồi. Nói 4 con rồi nó có cái giò nó bự 4-5 con. Cái giò nó đồ ăn. Lấy con bự. Cầm cái giò dễ. Nhưng mà nghe mùi cũng thơm thơm này, mà nó chưa thấm đâu. Đấy, hiện tại thì đã nướng đây. Nướng được một mớ rồi. Đây, mỗi con nè thì Hí sẽ bỏ vào trong đây. Tầm 5-6 con gì đó là nhiều lắm. Nói chung là bỏ ốc vào trong đấy, đấy, nhét vô rất là nhiều. Rồi, trong này nữa nè. Đấy, full topping luôn nha mọi người. Rồi, ớt không nữa. Siêu cay nữa.
Đấy, ốc ốc con khá là bự đó chứ không phải nhỏ đâu, to lắm. Đó, và hí là hí nhét trong này là tầm 3-4 con ốc trong này nữa. Đấy. Đấy. Anh em á, mọi người thử làm cái cách này thử đi, coi thử đi. Coi chạy nước miếng như hí không? Nhất cái nách á. Rồi, hello mọi người nha. Nãy giờ thì đây mấy anh em nè nướng xong cái đó, nguyên một cái mâm ốc rồi nè. Đó. Ốc này thì không phải là ốc nướng muối tiêu xanh đâu nha, ốc nướng ớt xanh. Thì gia vị thì nó hơi thiếu đấy. Đây nè. Đó, chất lượng chưa? Rồi. Hí mời mọi người nha. Bây giờ thì ba anh em ăn thôi, nó cũng trời cũng tối rồi đó. Đấy. Trời ơi, ăn nó gãy nữa chứ mày, tính đường gãy nữa chứ. Rồi, đây. Thì mời mọi người nha. Nhúc nát á. Thử coi. Ủa. Tuyệt vời á. Rồi bây giờ thì hãy với mấy anh em xin phép ăn nha. Mời mọi người ăn. Cũng có nè, cũng có tiêu. Rồi Thu, cho cảm nhận coi Thu. Lầm đà. Ngon nhất lắm. Tuyệt vời á. Đây. Ngon mọi người. Cái cây thì cây cây. Có vị cây. Và vị đậm đà. Ừ. Ốc thì giòn giòn dai dai. Ốc thì dai dai. Trông là ngon. Nói chung là nhất nách. Trời cây. Giờ mới ngon. Anh lại mài lên, nó lên mất. Thiệt. Dữ. Không thèm nhí đây là dễ nè, dễ lên mụn mũi nè. Tại tụi bay cái túi tụi bay đang dạy thì dạy nặng hết à, mụn do mụn nắm á, ăn mì tôm nhiều nữa phải không, biết ngay nè. Em đâu ăn mì tôm màu mà nó mụn màu là mụn ở dơ. Nói dở không? Cái mụn mà nó không có nắm, cái mụn mà chỉ cần mày làm sạch cái da của mày là nó xẹp xuống à. Nó là bình thường ngày rửa biết bao nhiêu lần. Rửa mạch mình phải rửa mà đủ. Nào rửa chừa mạch rửa lần. Rửa chừa mạch rửa ngày nào rửa à chừng nào ở ngày rửa lần không chứ. Mày rửa sữa rửa mạch gì? Quan trọng mày rửa sữa rửa mạch gì nữa. Chưa có rửa mạch. Ngày nó ba mụn quá mà đã phải một bạc không? Có nghĩa là mụn ăn với là mụn ăn tết, có nghĩa là biết sao vì sao nó ăn không, là do tế bào chết nó đói ra không được. Thì có nghĩa là chỉ cần là rửa sữa rửa mạch và một cái là toi tế bào chết nữa. Cái mạch của tao á là tuy tao không đẹp nhưng mà tao do tao làm biếng thầu, có nghĩa là mua một cái chai toi tế bào chết đó, là một tuần là anh toi hai lần, hầu đó là ở trong Sài Gòn tuần toi hai lần, với là chai sữa rửa mạch kia, sữa rửa mạch trà xanh là rửa đều vậy đó, là cái mạch nó mịn hoài luôn. Nó không sao hết, giờ về là ta làm biến á. Cái mạch nó không lên mụn nhiều nhưng mà nó ít mịn hơn. Giờ làm lúc nào mịn nó mềm nó béo là nó ít mụn mình nó nhám nó ói lại. Là do là cái mạch nó láng là ok. Cái mạch của ta nó cũng không có láng nhưng mà nó đỡ. Nó láng mà rờ mạch nó nhám là rầu. Đó là không lên mụn hoài, đang mềm. Đó, thì có nghĩa là làm cho cái mạch nó láng rồi, skin care rồi. Chữa sửa nó mạch. Và tại tới bài chết là được. Con trai bói được đó không? Nhiều quá nó cơ bề đê. Tánh ra cơ bề. Ờ. Đâu cần tánh đâu. Nhưng mà thà cuối giờ tánh quá là gái nó thích. Không có mụn đâu. Ừ. Ê. Tao để mấy cái con này mà có nước nó ngon hơn mấy con mà khô đúng nha. Đúng rồi. Nước nó nhấp nhấp nữa nó ngon. Nó khô vậy. Mấy con khô thì nó không phê bằng mấy con có nước. Nhanh 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 nữa nha. Chỗ quá chỗ chém chém ấy. Tại nó chém. Nãy lo up anh lên Facebook. Bé lo vô ăn rồi bé. Cây uống nước đó. Còn ngọt đó anh mang cái này. Uống nước. Chỗ đó là con đen nữa. Tao nhìn đen. Nhìn nó nhìn coi luôn rồi.
nó cũng tao kem thui. Tao chờ mà nó nổ mà tao tức mà tao phải chẹt con mất cái cuối. Tao coi áo không? Đó, anh chẹt coi áo không? Anh chẹt là anh để anh kêu là nếu dừng thu không qua. Là nhé. Tao nói đó rồi tao nấu lên tao đốt cháy rồi tao nướng. Để nó không đem hàng anh. Ờ thì kêu nó đem than qua á. Than bỏ nhà nó. Nó không qua mình đầu dám đầu mình sợ chữ. Mà thôi anh Huy nó coi hồi đầu làm có hối mọi. Nó có coi đầu. Hối là bữa kia. Bữa hôm qua chiều có 3 giờ. Bữa kia là trời mưa kêu là mưa thì gió không mưa thôi. Thôi im ru đó. Chiên quá. Nó mưa lại. Ru chữ lộn nhắn tin với nó trả lời dèo dèo chữ lộn nó khác lắm. Nhắn tin nhớ mời á nó hứng thì sao á nó nhắn liều không nó chữ gì chim mà nó không trả lời nó chữ gì đó giỡn mà tao nhắn tin giỡn mà nó thì chim tát tao tôi đó cái đó là em đang ngủ không trách được gì rồi chiều là ngủ quá rồi mà. Rõ ràng đàn buổi tối hôm trước là mình đã kêu là 3 giờ rào. Sao tối trước đâu kêu 3 giờ. Tối hôm trước. Chiều mai. Chưa. Thì hồi bữa cũng 3 giờ qua bên kia làm trai vậy. Bữa nay cũng 3 giờ qua chứ. 3 giờ là vừa. Nói chung là tầm đó là hai. Chỉ cần hai người làm là vừa. Do nãy là mình anh làm cho nó hơi muộn. Ngủ gì thật lắm mày. Để buồn ngủ mà cũng ngủ. Sáng ngủ mấy giờ vậy? 12 giờ. 12 giờ ăn đầu mà 8 giờ. Coi tới 4 giờ mà nó ngủ 8 giờ là ngủ được 4 tiếng đồng hồ. Mà 4 tiếng à? Mà 4 đủ. Tiếng chưa đủ. Nghĩa là trưa ngủ 4 tiếng nữa. Đâu, trưa ngủ. Ngủ hầm 12 giờ. 12 giờ, đã mấy giờ mà dậy? Mấy giờ mà qua đây? 3 rưỡi dậy. 3 rưỡi dậy, rồi mấy giờ qua đây? 5 giờ mới. Mà sao nó cũng không ôm cái điện thoại ấy, hiền ấy. Nó kêu nó ôm rào mà nó... Nó mà có nghĩa là không nó có lướt lên, không có thói chữ một cái. Nghĩa là nó bị trôi ở trên á, hiểu không? Là nó không chịu xem. Không có lướt lên rồi tao xem, tao vô, tao nhắn nhỏ là để chữ nhắn vô rồi. Không có lướt lên. Dạ, không được rồi nha, buổi trưa là phải coi chữ hết nha, coi khúc nào, nhắn nào nào là coi nha. Rồi nhiều quá, tao khó nhiều quá đó, tao mắc mớ, nhắm mắc mớ mà vô coi, mà khó cũng nhiều quá, giờ nó hơi đau rước. Là cho rồi, là sạc pin. Chương thùng nó làm cái gì cho họ thoát mình ăn nào đó anh khỉ quá mà nói người ta thiệt lắm. Rồi thì hiện tại là đây ba anh em thì cũng ăn đã hết mấy con ốc rồi á mọi người đây nè rồi hết sạch sành xanh luôn đấy nói chung là nó cũng ngon đó nó khá là ngon có con thì nó thấm gia vị thì nó hơi đậm đà xíu. Rồi, thì mọi người mà thấy clip này hay á, thì có gì, mấy anh em nè, này, này ba anh em, xin mọi người một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho ba anh em nha. Rồi, thì với lại là ở quê á, thì nó sẽ có rất là nhiều món này, món kia. Rồi, hồi bữa thì Hí cũng có bắt một con cua to đó, nếu như mà mọi người thấy thích á, thì Hí sẽ ra đồng nè, bắt cua và làm thử một món cua, ăn thử, coi thử là nó có ngon hay không. Rồi. Và hai đứa nè, cảm ơn mọi người nhiều. Bye.